Các em quan sát bài 2 nhé. Nhìn thông tin về cầu thủ nhé. Đây, chờ để thầy. Đây là một ứng dụng quản lý thông tin cho một câu lạc bộ thôi nhé. Chỉ cần quản lý nội bộ một câu lạc bộ, đúng chưa ạ? Chờ chút, thầy paste nó sang đây. Quan sát nhé. Ở đây chúng ta quan sát nào. Giả sử cần xây dựng một ứng dụng quản lý thông tin nhé, cho một câu lạc bộ, đúng không? Quản lý thông tin cho một câu lạc bộ. Câu lạc bộ bóng đá với thông tin đầu tiên về các cầu thủ này. Em có cầu thủ này, được chưa? Thuộc câu lạc bộ gồm có tên này, ngày sinh này, số áo này, các giải thưởng này. Thì cái này em đoán nó là thuộc tính đúng không? Em đoán nó là thuộc tính đúng chưa? Mỗi cầu thủ có thể tham gia các trận đấu khác nhau. Thông tin về vị trí của cầu thủ, số thẻ vàng, thẻ đỏ của mỗi cầu thủ trong từng trận đấu được chỉ rõ. Thông tin về mỗi trận đấu, như vậy có trận đấu này và có sự tham gia của các cầu thủ này đúng không? Em đoán được chưa? Trận đấu thì có các cái thuộc tính này, đúng chưa ạ? Đúng chưa? Như vậy giữa cầu thủ và trận đấu có một mối cái liên kết tham gia và có tham gia có thuộc tính là vị trí cầu thủ, số thẻ vàng, số thẻ đỏ này, được chưa? Mỗi trận đấu lại thuộc một giải đấu nào đó. Giải đấu nào đó. Thông tin về giải đấu thì đây chắc là thuộc tính của giải đấu. Ok chưa? Ok đúng không? Đúng chưa? Vấn đề gì nữa không? Đúng không? Mỗi trận đấu sẽ có một đội trưởng, đúng không? Đội trưởng. Giả định đội trưởng không thay đổi trong suốt trận đấu, cái này để làm cho bài toán nó đỡ phức tạp đi, đúng không? Chứ nếu mà trong trận đấu lại thay đội trưởng thì câu chuyện khác đấy, đúng chưa? Câu lạc bộ cũng có các nhà tài trợ thường xuyên. Nhà tài trợ. Thông tin nhà tài trợ, đây là thuộc tính của nhà tài trợ. Được chưa? Các nhà tài trợ có thể tài trợ cho câu lạc bộ ở từng giải đấu. Như vậy, đây là mối quan hệ giữa nhà tài trợ, đúng không? Và giải đấu. Thông tin về số tiền tài trợ cho từng giải đấu cũng được chỉ rõ. Thế thì dựa trên cái này thì chúng ta bắt được những cái gì? Chúng ta có thực thể cầu thủ này, trận đấu này, giải đấu này, nhà tài trợ này, đúng không? Chúng ta bắt được cái đấy và giờ chúng ta sẽ xem mối quan hệ giữa các cái đấy là như thế nào, đúng không? Thế thì em quan sát một cái sơ đồ thực thể liên kết theo kiểu này, đúng không? Em quan sát đi. thử copy này sang bên này. Copy. Bên sang đây. Đây nhé. Quan sát đi. Quan sát. Đúng không? Chúng ta có tập thực thể cầu thủ này đúng chưa? Trận đấu này đúng không? Giữa cầu thủ và trận đấu có hai mối liên kết, một là mối liên kết đội trưởng và mối liên kết tham gia, đúng chưa? Em hình dung ra chưa? Vâng ạ. Tiếp, chúng ta có giải đấu này. Chúng ta có nhà tài trợ này, đây là các cái tập thực thể đúng không? Giữa các tập thực thể sẽ có liên kết, được chưa ạ? Ví dụ giữa cầu thủ và trận đấu thì có đội trưởng và có tham gia. Giữa trận đấu và giải đấu thì có thuộc. Giữa giải đấu và nhà tài trợ thì có tài trợ, đúng chưa ạ?
Đó. Em quan sát kỹ đi. PK với FK, PK là primary key nhé. Các cái PK là primary key đúng chưa? FK thì là foreign key, được chưa? Anh quan sát, đúng không? Quan sát từng mối liên kết một, được chưa? Cái đầu các cái mũi tên, cái đầu này là một này, cái đầu này là nhiều này, em nhìn thấy chưa? Một nhiều nhé. Cái chân gà là nhiều đúng không? Quan sát đi. Đó. Được chưa? Quan sát kỹ đi, em ổn không? Không có vấn đề gì không? Sau đấy các em thực hành, các em vẽ lại cho thầy ở trên cái draw.io này đúng không? Cái draw.io đây đúng không? Em có thể vẽ ở trên này, được chưa? Đúng không? Em có thể mở Entity Relationship em thích thì em vẽ bằng cái này. Hoặc em cũng có thể vẽ bằng cái này đúng không? Những cái này, đúng chưa? Draw.io đây đúng không? App Diagram, đúng không? Chính là nó. Đây, đúng không? Đó. Rồi, quan sát kỹ cho thầy, sau đấy là các em vẽ lại cho thầy cái này. Được chưa? Quan sát kỹ đi. Tóm lại là cố gắng để làm thế nào là chúng ta vẽ được các cái này đúng không? Vẽ được các cái này thì nó luyện cái kỹ năng cho chúng ta. Đọc bài toán, đọc vấn đề này, hình dung ra xong để vẽ ra được sơ đồ này, tức là khi em vẽ được ra sơ đồ thì em sẽ tạo ra được các cái bảng database đúng không? Nghĩa là em thiết kế được đúng không? Em thiết kế được database đúng không?